Đính hôn xong, Phạm Hương sống như bà hoàng ở Mỹ với chồng, chính thức thành đại phu nhân. Từng được fan hỏi khi nào tái xuất, Phạm Hương khẳng định sẽ về, nhưng chưa có ngày cụ thể. Sau nhiều lần đồn đoán, cuối cùng vào đúng ngày Valentine, Hoa hậu Phạm Hương đã xác nhận việc đính hôn. Tuy nhiên, nghi án cô mang bầu sinh con vẫn chưa được làm rõ. Danh tính ông xã Phạm Hương cũng là ẩn số khiến nhiều người tò mò, bởi dư luận cho rằng đó là một đại gia. Hiện tại, người đẹp Hải Phòng vẫn đang sống ở nước ngoài cùng mẹ. Trên Instagram, Phạm Hương liên tục khoe các hoạt động thường ngày với fan như đi dạo, nấu ăn, cắm hoa. Hoa hậu đang rất tận hưởng những giây phút thư thái, yên bình, nhẹ nhàng khi rời xa showbiz về ở ẩn. Phạm Hương khoe nhận đính hôn. Bức ảnh mới nhất được cô đăng tải cho thấy môi trường sống rất đáng mơ ước. Chẳng vì thế mà Phạm Hương còn gắn hashtag cuộc sống tươi đẹp. Bữa ăn ngon mắt với tôm khủng, Phạm Hương cắm và ngắm hoa mỗi ngày. Từng được hỏi khi nào tái xuất, Phạm Hương khẳng định sẽ về, nhưng chưa có ngày cụ thể. Bên trong căn nhà bên Mỹ của Hoa hậu Phạm Hương, khung cảnh xung quanh đẹp như cổ tích. Không thể thiếu những hoạt động như trượt tuyết và du lịch, mẹ Hoa hậu đã sang Mỹ sống cùng con gái. Tâm lý như Harry Won mua quà sinh nhật khủng tặng em út của Trấn Thành. Mặc dù sinh nhật đã qua 2 ngày, nhưng em gái Trấn Thành vẫn nhận được món quà sinh nhật đến từ chị dâu Harry Won, khiến cô nàng rất vui sướng. Nữ ca sĩ còn khẳng định đây là món quà của riêng mình, tặng em chồng không liên quan gì đến Trấn Thành. 15 tháng 2 là ngày sinh nhật lần thứ 20 của em gái Trấn Thành Huỳnh Ân. Dù anh trai Trấn Thành chưa có động thái nào, Harry Won đã có cách xử lý đúng chuẩn mực của một chị dâu. Mới đây trên trang cá nhân, Harry Won đã chia sẻ clip ngắn lúc tặng quà cho Huỳnh Ân cùng với lời nhắn đáng yêu. Hôm nay nghe nói tổ chức sinh nhật dánh nè, hôm nay đi quay nên không biết có được đi không, hu hu. Nên thôi chị đã tặng cho em món quà trước, một lần nữa chúc mừng sinh nhật em nhé. À, đây chị kiếm tiền mua chứ không liên quan gì tới anh của em nhé. Mong em thích món quà này, chị với chị Vũ kiếm quá trời đó. Yêu em. Harry Won đã tặng em út một túi quà của một thương hiệu rất nổi tiếng. Harry Won được lòng cả gia đình chồng, từ bố mẹ đến hai em gái, nữ ca sĩ thân với em gái út nhất nhà. Trời ơi, có tâm quá đã tặng quà xịn còn xài filler cho em. Cảm ơn chị tặng quà chất lượng cho em nghe. Sinh nhật chị em tặng có cây son mà giờ chị quất nguyên đôi giày vô mặt em. Em cũng cảm ơn chị Vũ lừa quà cho em nha. Sau khi nhận quà từ chị dâu Harry Won, cô em chồng cười tít mắt vì bất ngờ và hạnh phúc. Cư dân mạng cũng gửi lời chúc mừng sinh nhật và không quên ghen tị khi Huỳnh Ân có chị dâu lại tâm lý như thế này. Em gái Trấn Thành tên thân mật ở nhà là Dánh. Huỳnh Ân sinh năm 1999, sở hữu chiều cao nổi bật, gương mặt ăn hình cũng như gu thời trang bắt mắt. Cô hiện đang theo học tại một ngôi trường dành cho hội nhà giàu ở thành phố Hồ Chí Minh. Trên trang cá nhân, cô nàng cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh du lịch cùng gia đình, trong đó có những bức ảnh vô cùng thân thiết với chị dâu. Em gái Trấn Thành thường xuyên chia sẻ ảnh gia đình trên trang cá nhân. Không chỉ thế, trên trang cá nhân, hai chị em cũng thường xuyên tương tác nói chuyện lầy lội thân mật với nhau. Thời gian qua, em út nhà Trấn Thành cũng bắt đầu tập tành gia nhập showbiz khi đóng web drama cùng chị dâu Harry Won. Loạt ảnh ông cụ non nhà Thúy Diễm Lương Thế Thành lại đáng yêu hết nức. Thúy Diễm lại đăng ảnh nhưng nói dìm hàng cậu con trai khi có những biểu cảm lớn, khiến nhiều fan vô cùng thích thú. Dù là nhóc tì mới nổi của showbiz, nhưng con trai Lương Thế Thành Thúy Diễm có một sức hút đặc biệt với cộng đồng mạng. Dù còn nhỏ tuổi, nhưng mọi khoảnh khắc của cậu bé đã nhanh chóng chiếm được nhiều tình cảm của khán giả. Cậu bé chắc chắn là một gương mặt tiềm năng nếu kế nghiệp bố mẹ gia nhập Vbiz trong tương lai. Bảo Bảo rất hay cười, biết bắt chước biểu cảm của bố mẹ. Mới đây nhất trên trang cá nhân, nữ diễn viên Thúy Diễm vừa đăng tải loạt khoảnh khắc đáng yêu của cậu con trai đáng yêu, càng ngày biết nhiều thứ, khiến vợ chồng cô lại sợ. Cô tâm sự, anh người yêu tôi sắp lớn rồi, lúc này có chính kiến riêng dữ lắm, không thích cái gì là la la ôm xồm, thích cái gì là đồi ly đồi lịa, qua rồi cái thời cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, ý là giờ nhỏ đó nha, mốt đồ lấy vợ mà không cho chắc cũng la bể nhà. Những dòng chia sẻ của Thúy Diễm khiến nhiều người phải bật cười vì quá đáng yêu. Con bé tí nhưng cậu nhỏ đã sở hữu gương mặt nét nào ra nét ấy và được nhận xét là đẹp trai không kém cạnh gì Lương Thế Thành. Dù còn rất nhỏ nhưng mỗi khi đứng trước ống kính, bé rất dạn dĩ. Con trai Lương Thế Thành có tên Lương Thế Bảo, nhưng ở nhà em được gọi tên thân mật là Bảo Bảo.
có nghĩa là bảo bối quý giá mà ông trời đã ban tặng cho hai vợ chồng. Cậu bé rất hay cười và làm những biểu cảm đáng yêu, khiến người nhìn muốn rụng tim và đem ngay về nhà để nuôi. Dù còn nhỏ nhưng Bảo Bảo đã có rất nhiều người hâm mộ. Dù Thúy Diễm muốn sinh thêm em bé thứ hai, nhưng Lương Thế Thành vẫn muốn dành thêm thời gian để chăm sóc tốt cho bé Bảo Bảo. Trấn Thành, tôi vẫn tâm huyết với Cua Lại Vợ Bầu hơn Trạng Quỳnh. Nhiều game show thành công trên truyền hình đều có mặt tôi, Trấn Thành chia sẻ. Mới đây, Trấn Thành đã có buổi trả lời báo chí về các dự định kế hoạch trong năm 2019 của mình. Tại đây, anh có nhắc tới hai bộ phim Cua Lại Vợ Bầu và Trạng Quỳnh. Nhiều game show thành công trên truyền hình đều có mặt tôi. Năm qua, tôi đã làm được rất nhiều việc, rất nhiều game show thành công trên truyền hình đều có mặt tôi như Người Ấy Là Ai, Nhanh Như Chớp Nhí, Giọng Mãi Giọng Ai, Ông Rời Cậu Đây Rồi, Thách Thức Danh Hài. Nhưng quan trọng hơn cả ngay đầu năm, tôi đã được hai bộ phim tâm huyết là Cua Lại Vợ Bầu và Trạng Quỳnh. Tôi còn trẻ nên tôi cần làm việc nhiều để cảm thấy không hoang phí thời gian. Chứ trẻ không làm, già rồi ai mướn nữa đâu. Đây là tình hình chung chứ chẳng riêng gì tôi. Hơn nữa, trẻ thì mới nhiều năng lượng sáng tạo, chứ già là yếu đi, buồn ngủ, mệt mỏi. Tuy nhiên, không phải ai mời show nào tôi cũng nhận. Tôi phải chọn lọc làm chỉnh chu nhất để tạo ra giá trị đích thực. Bản thân tôi phải thích chương trình đó và nó phải mang lại lợi ích cho xã hội. Nếu game show nào tôi cũng tham gia thì sẽ bị bão hòa. Tôi vẫn tâm huyết với Cua Lại Vợ Bầu hơn Trạng Quỳnh. Dịp Tết qua tôi mệt mỏi lắm vì phải tham gia hai phim liền. Nhà sản xuất nào cũng muốn phim của họ phải có doanh thu cao và phát hành vào dịp Tết. May mắn là cả hai phim Cua Lại Vợ Bầu và Trạng Quỳnh đều thắng lớn. Việc nhà sản xuất có buồn hay không là chuyện của họ. Tôi chỉ đóng phim thôi, bên nào tôi cũng hỗ trợ hết mình. Nhưng tôi vẫn tâm huyết hơn với Cua Lại Vợ Bầu hơn Trạng Quỳnh vì đó là phim tôi đóng vai chính, đặt nhiều tâm huyết và tham gia viết kịch bản cùng đạo diễn. Tôi muốn khán giả tới xem Cua Lại Vợ Bầu vì đó hoàn toàn là hình ảnh mới của tôi trên điện ảnh. Nó hoàn toàn không liên quan tới các hình ảnh trước đó của tôi trên TV. Cuộc đời tôi chỉ dám nhận mình đủ nhìn để không mắc ối, chứ không bao giờ dám nhận mình đẹp. Bởi vậy trong phim, tôi chọn những vai tính cách thiên về tính cách đặc biệt hơn. Ninh Dương Lan Ngọc rất ngoan hiền, biết nghe lời. Cô ấy là một trong suốt bạn diễn nữ mà tôi thích hợp tác trong phim. Quan trọng nhất là hợp tác. Nếu không hợp tác được cùng nhau thì sẽ rất mệt mỏi, đặc biệt là vai tình cảm nữa. Lan Ngọc rất biết lắng nghe, chỉ cần nói là cô ấy sẽ tập trung lắng nghe. Vai diễn trong phim Trạng Quỳnh đúng sở trường của tôi vì đó là vai hài, soái ca, đã có Quốc Anh lo, chỉ có mình tôi là hài trong đó thôi. Việc tôi bỏ tiền hùng vốn Cua Lại Vợ Bầu, mọi người nên hỏi nhà sản xuất. Về lời đồn phim Trạng Quỳnh, giống như phim Trấn Thành và Những Người Bạn, tôi chẳng biết nói gì hết. Phim là của nhà sản xuất làm ra, khán giả yêu thương nói vậy thì tôi cảm ơn và hạnh phúc, chứ không biết nói sao. Tôi hy vọng phim là phải hài hòa, vai nào làm tốt vai đó, chứ vai chính làm hề nhiều quá, còn vai hề lại cứ như vai chính, đi dẫn dắt câu chuyện thì không hợp lý lắm. Tôi chỉ giữ đúng vai trò của mình là mang lại tiếng cười dịp Tết thôi. Còn Cua Lại Vợ Bầu thì khác, đó là vai tâm lý rất phức tạp, sâu sắc. Bên ngoài nó cũng tạo ra tiếng cười cho bộ phim, nhưng bên trong lại phải khai thác tâm lý rất nhiều. Tôi thực sự nghiêm túc với Cua Lại Vợ Bầu vì đó không phải vai sở trường của tôi, đó là vai thử thách bản thân tôi. Còn việc tôi bỏ tiền hùng vốn Cua Lại Vợ Bầu, mọi người nên hỏi nhà sản xuất, chứ tôi không biết gì về việc đó. Tôi không muốn lúc nào người ta cũng nói Harry Won dựa hơi Trấn Thành. Vợ chồng tôi đang bình thường, chưa có bầu bì nào hết. Nếu có thì tôi sẽ báo chứ không giấu giếm gì hết. Vợ chồng tôi và Harry Won sống có sao nói vậy. Vui thì nói vui, gây lộn cũng kể cho thiên hạ biết. Vợ chồng tôi yêu đời nên mới bớt bầu bì lại. Chứ có con rồi ở nhà chăm sóc nó làm sao yêu đời được nữa. Chúng tôi còn trẻ nên phải chơi vài năm nữa đã, khi nào cần sẽ tính sau. Anh Trung Dân cứ hỏi vợ chồng tôi, sao chụp nhiều hình mà không đẻ, tôi mệt quá, cái gì cũng phải từ từ. Niềm vui của tôi bây giờ là chó mèo, vợ chồng tôi nuôi hai con mèo lận. Nếu hỏi cuối đời tôi làm gì, thì là dọn phân mèo đó, khổ lắm, hai vợ chồng tôi tội nghiệp lắm. Cái yêu mèo này là Harry Won truyền cho tôi, bà xã tôi mê mèo. Tôi rất vui vì trong thời gian đã truyền cảm hứng yêu động vật cho một số người, ngay cả bác sĩ đến khám cho mèo nhà tôi. Cũng nói nhờ tôi mà nhiều người có ý thức bất hành hại chó mèo. Nhiều người trước đây cũng sợ mèo vì nghĩ nó dữ, nhưng nhờ tôi, giờ họ lại quý mèo, tôi vui vì truyền được thông điệp cho khán giả. Năm nay, tôi chưa có kế hoạch chung với Harry Won, nhưng nếu có game show nào cả hai cùng yêu thích, chúng tôi sẽ cùng làm. Chúng tôi đang nghĩ tới một talk show cho những cặp vợ chồng mới cưới,
mà có nhiều vấn đề phát sinh. Tôi muốn để Harry Won được phát huy hết năng lực của cô ấy và hoạt động độc lập. Mọi người phải thích vợ tôi vì cá tính, tài năng của cô ấy. Tôi không muốn lúc nào người ta cũng nói Harry Won dựa hơi trưởng thành.